Spoiler One Piece Chap 1041 Kaido chưa gục, Luffy bị CPO nhắm đến Hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trên channel Hồ One Piece Chương truyện 1040 đã ra mắt 2 tuần trước Chúng ta đã có sự xác nhận chính thức về thất bại của Tứ Hoàng Big Mom Ba mẹ đông con nhất thế giới Có thể nói, sự sụp đổ của thế hệ cũ là điều sắp sửa xảy ra những con sóng mới đang xô chết những tượng đài cũ bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết của mình. Lo và Kid là hai tân tinh mở màn cho sự kiện này. Hai anh tôi hội đồng mẹ lớn và thành công trong công cuộc đẩy bà già xuống biển. Sau sự việc này thì thứ cộng đồng fan mong chờ nhất chắc chắn là tình hình của Kaido và Luffy. Tất cả ánh mắt đều dõi theo đại Kalu và thầy giáo đô. Trước đó, Lu đã đá thầy tôi tới mắt trăng dã. Sau đó, Oda quay xe sang trận chiến của Big Mom và bỏ ngỏ diễn biến cuộc chiến trên đỉnh sọ. Cay hơn khi chuyện lại bị break ngay sau khi mẹ lớn bị hạ và anh em phải chờ 2 tuần để được xem chapter mới. Và hôm nay thì mình đã có được bản spoil nhanh của chương 1041 với những thông tin vô cùng thú vị. Cụ thể như thế nào? Điều gì đã xảy ra trong chương 1041? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Chương 1041 có tiêu đề là Komurasuki. Đây là danh xưng của con gái Odin, em gái Dâm Long, tên thật của cô là Hiyori. Sau cái chết của cha mẹ và Wano bị thâu tóm bởi Orochi cùng Kaido, Hiyori đã hóa đau thương thành sức mạnh. Cô che giấu thân phận dưới hình tượng đệ nhất hoa khôi xứ Wano Komurasuke. Chỉ có Denjiro, một gia thần cũng chịu cay đắng làm nô thần của Orochi là biết được thân phận của Hiyori. Với nhan sắc đẹp vãi bíp của mình, không quá khó để cô nàng làm Orochi mê mệt. Thậm chí anh Queen Cắt Môi cũng bị con bíp làm mù con mắt trước nhan sắc con gái Odin. Tuy nhiên, Hiori đã giả vờ chết và sau đó được cứu bởi Tào Bà Đô. Cô cũng là người trao cho anh chàng cây mã tấu cũ của Odin. Trở lại với mạch chuyện, trước đó Hiori đã bất ngờ xuất hiện trước Orochi, khiến hắn cực kỳ bất ngờ vì vẫn nghĩ cô đã chết nàng đàn và khiến tên bản nước kia chậm lại một nhịp trong việc chạy trốn. Sau dư chấn của cuộc chiến với mẹ lớn nơi Orochi đứng đã chịu thiệt hại không nhỏ và trong chương mới ta có thể thấy tên này bị kẹt ở đó. Komurasuki bắt đầu tiết lộ với kẻ thù về thân phận thật sự của mình. Ta không được hé lộ quá nhiều về diễn biến giữa hai nhân vật, nhưng với việc được đặt làm tên chương thì khả năng cao chap 1011 sẽ focus khá nhiều vào Komurasuki có thể, Oda sẽ dọn luôn cái râu ria cuối cùng mang tên Orochi trước khi để men hạ boss Kaido và mở đầu cho hồi sau cuộc đại chiến. Tiếp nối nội dung trên, ta được biết thêm về việc Momonosuke nói rằng chắc cậu có thể đã sai bớt một số trang trong nhật ký hải trình. Cụ thể là những trang về Love Cậu nhóc dường như biết điều gì đó. Thật khó hiểu khi Momo cũng chỉ mới 8 tuổi và cậu chỉ vừa đọc nhật ký sau khi được Yamato giao lại điều gì khiến dâm long biết được oden đã giấu đi vài trang nhật ký hải trình? có lẽ ta phải chờ đến khi có chấp chính thức hoặc thậm chí là chờ chương sau để được giải đáp. cá nhân mình nghĩ rằng Junisa đã nói gì đó vì rõ ràng momo đang kéo đảo và chỉ có voi khổng lồ là vừa đối thoại với cậu nhóc. kế đó ta được thấy cảnh tên thủ lĩnh cpel nhận được mệnh lệnh từ các lão tinh rằng luffy mũ rơm cần phải bị loại bỏ ngay lập tức. nếu bình thường thì mình sẽ nghĩ rằng bơi vào đây. trình mấy chú thì luka cân hết. tuy nhiên Nhìn kỹ thì Luffy hạ xong Kaido, chắc cũng chỉ nằm đó thoi thóp. Trên đảo cũng không còn ai giúp được cậu. Khi mà Zoro, Sanji đang nằm gục, Jinbe thì quá bận với việc hỗ trợ các samurai. Momo và Yamato thậm chí còn ở khá xa đỉnh sọ. Mối lo ngại ở đây là tên Spiel chưa xuất hiện. Làm thế đách nào có tận 3 tên điệp viên, nhưng đến giờ chỉ có hai tên tham chiến. Phải chăng tên còn lại đang núp lùm, chờ thời cơ móc lốp Kaido hoặc Luffy? Nhiều anh em cho rằng điều đó không thể và mình đang đề cao CPO quá mức nhưng nhìn cách chúng hạ x và khiến Apu chạy trốn, sẽ thấy sức mạnh đám này khá ghê. Cứ cho mỗi tên đeo mặt nạ có trình tầm chỉ huy số 3, vậy thì tên đang núp kia cũng quá đủ để gây khó cho một Kaido đang gục và một Luka kiệt sức. Tất nhiên ta phải chờ để xem thêm thôi anh em ạ, hiện tại chỉ là những dự đoán nhỏ. Thông tin về những nhân vật như Zoro, Jinbe, Usopp cũng được lướt qua nhẹ nhẹ. Cuối cùng là thứ anh em mong chờ nhất, xin chính thức thông báo, thầy đô chưa gục sau cú sút cực mạnh của Lu. Thầy tôi trầu qua anh em ạ Ta được thấy Kaido đang hồi tưởng Về lần đầu làm chuyện ấy Mà chuyện ấy ở đây Là gặp Bích Mâm Lúc đó thầy tôi mới 15 tuổi Cái tuổi mới lớn và tương đối tò mò Bích Mâm lúc này Vẫn còn tươi xanh như nồi canh mẹ nấu Ba vòng rõ ràng Cứ phải gọi là chuẩn như Nami Nữ xinh đẹp gặp trai mới lớn Thì anh em biết chuyện gì xảy ra rồi đấy Vâng Bích Mâm nói rằng Ta là Linh Linh Người phụ nữ sẽ trở thành vua biển cả Câu chuyện là như thế anh em ạ về phần Luffy, cuối trưa ta được thấy cậu dùng một trạng thái Snake Man. Sau đó, Lu tấn công Kaido bằng chiêu mới tên là Gomu Gomu no Hydra. Đoạn này phải chơi bản chính thức anh em ạ. À. Khá khó hiểu khi dạng người rắn lại dùng chiêu của rồng. Chưa biết đó có phải là Gear Fox bình thường hay không? Hay Luka đã update lên Gear 5 hoặc một biến thể mới nào đó? Luffy cũng tuyên bố rằng bản thân sẽ không ngừng chiến đấu đến hơi sức cuối cùng và cậu nhất định sẽ đá Kaido ra khỏi Guano Quốc. Trên đây là video spoil nhanh chương 1041. Bài phân tích sẽ được bọn mình gửi đến anh em ngay khi có full chat. Cảm ơn anh em đã xem video. Rất mong anh em sẽ like và đăng ký kênh ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye!